Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với HV Shop. Trên tay mình đây là cây vợt Lightning Aeronaut 9C. Cùng xem cây vợt này có gì thú vị nhé. Bắt đầu thôi. Vẫn như thường lệ thôi, chúng ta sẽ vào với thiết kế màu sắc của cây vợt này. Ở đây chúng ta vẫn có một nước sơn nhám, xu hướng của các cây vợt được ra mắt gần đây của các hãng trên thị trường với một nước sơn nhám. Cây vợt này có cái màu chủ đạo là màu xanh tím, đó màu chủ đạo xanh tím. Nổi bật điểm nhấn ở đây chúng ta có màu đỏ, màu này là màu đỏ cam ở nắp chuôi vợt này và trên vành vợt ở bên lòng bên trong này, các bạn có thể thấy rõ những màu đỏ đó. Ngoài ra chúng ta có những cái màu sắc như là xanh ngọc ở đây. Tổng thể cái vợt này thì chúng ta đánh giá về mức độ hoàn thiện nước sơn thì thực sự là cao cấp. Bởi vì sao? Với một cái vợt với mức giá hơn 4 triệu đồng ấy, thì không có lý do gì mà nó lại hoàn thiện ở mức cầu thả cả. Hoàn toàn chúng ta không tìm thấy một cái lỗi gì về thiết kế màu sắc cũng như nước sơn trên cái vợt này. Đó, tổng thể cái vợt đây là một cái vợt có cái nước sơn nổi bật. Các bạn có thể dễ dàng nhận ra ngay khi mà ai đó cầm cái cây vợt này thi đấu trên sân, thực sự là nổi bật. Mình đánh giá điểm 9/10. Đến với phần thông số kỹ thuật trên cây vợt Lightning Aeronaut 9000C này, thì ở đây chúng ta có một cây vợt có cái thân dẻo, trọng lượng là 88 cộng trừ 1 gram, điểm cân bằng là 298 cộng trừ 2 mm. Đây là những cái thông số mà nhà sản xuất công bố. Vậy thì đối với những thông số này thì cây vợt này nó sẽ hướng đến cái lối chơi công thủ toàn diện. Tại sao? Bởi vì cái thân vợt hơi dẻo một chút, nó sẽ trợ lực tốt cho người chơi. Ngoài ra cái điểm cân bằng nó không quá nặng, không quá cao, dẫn đến cái việc là đầu vợt không quá nặng. Ở đây nó chỉ dao động ở 298 cộng trừ 2 mm thì là một cái vợt cân bằng, thích hợp với cái lối chơi công thủ toàn diện, linh hoạt giữa tấn công và phòng thủ đó. Thì đấy là những cái thông số cơ bản trên cây vợt này. Như mức căng mà nhà sản xuất công bố ở đây là tối đa là 32 lbs thì nó sẽ tương đương với khoảng 13.5 kg, thì nó cũng là một mức căng khá là cao rồi. Thỏa mãn mọi người chơi có cái lực cổ tay dù là khỏe đến đâu thì vẫn có thể đáp ứng được. Cái vợt này vẫn có thể đáp ứng được. Tiếp theo về công nghệ nổi bật trên cây vợt này đi, thì chắc chắn rồi, chúng ta đầu tiên không thể không nhắc đến đó chính là công nghệ Aeronaut Technology. Thì công nghệ này chúng ta có thể dễ dàng nhận biết ngay, đó chính là cái 4 cái rãnh thoát khí ở trên mặt vợt này. Thì tất cả các dòng, tất cả cây vợt thuộc dòng Aeronaut thì đều có cái công nghệ này. Nó sẽ giúp cho tăng cái khí động học của cây vợt, giảm tối đa cái lực cản của không khí và cái khiến cho cái tốc độ vung vợt của anh em nhanh hơn, tốc độ vung vợt nhanh hơn. Ngoài ra thì 4 cái rãnh thoát khí này nó sẽ giúp cho ổn định cái mặt vợt hơn. Đây là một cái lý do tại sao mà chúng ta cảm giác cái cây vợt, dòng vợt là Aeronaut, đặc biệt là ở đây chúng ta có 9000C này, nó sẽ có cái cảm giác đầm đầu, không hề có sự rung lắc của đầu vợt đó. Công nghệ tiếp theo mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó chính là công nghệ UHB sáp và cái công nghệ vật liệu MPCF. Thì công nghệ này nó áp dụng ở trên cái thân vợt của cái vợt 9000C này, nó sẽ giúp cho gia cố cái độ bền, ra có cái độ bền và cái sức chịu lực cao của khung vợt cũng như là thân vợt. Tiếp theo một công nghệ nữa chúng ta có thể nhìn thấy ở trên mặt vợt đó chính là công nghệ TB Nano. Thì công nghệ này sử dụng cái vật liệu có cái tính năng hồi cao, giúp cho cây vợt nhanh chóng trở lại cái trạng thái cân bằng để sẵn sàng cho những cú đánh tiếp sau mà không bị rung chấn hay là rung lắc quá là nhiều. Trên đầu vợt chúng ta có một cái công nghệ Cubic Looking. Thì công nghệ này là cái công nghệ mà giúp cho cái rãnh của vành vợt này nó mỏng lại đó. Chính vì vậy nó sẽ giúp cho cái lực căng của chúng ta được tối ưu hơn. Ngoài ra nó cũng giúp cho cái việc mà bảo vệ cái phần dây cước đan vợt của chúng ta một cách tốt nhất, bền bỉ nhất. Vì là một cây vợt cao cấp của hãng Lightning, đâm ra là 9000C được hãng trang bị rất nhiều những công nghệ nổi bật khác
đặc thù ở trên những cây vợt cao cấp của hãng đó. Thì cụ thể là những công nghệ nào thì các bạn có thể tham khảo thêm ở trên website của HD Shop. Chúng tôi sẽ để phần link của sản phẩm này ở dưới phần mô tả của video, các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết ở đó. Đối với một cây vợt có thiết kế nổi bật như vậy, thông số kỹ thuật mà hãng đưa ra là như vậy, ngoài ra thì được áp dụng rất nhiều công nghệ đột tiên tiến của hãng Lightning, vậy thì cây vợt này nó sẽ hướng đến cái đối tượng người chơi như thế nào? Thì theo cái thông số hãng sản xuất đưa ra này, cộng thêm cái cảm nhận cá nhân của mình khi mà dựa vào những cái thông số kỹ thuật đó, thì mình nghĩ cây vợt này nó sẽ phù hợp nhất với lối chơi công thủ toàn diện, đặc biệt là trong nội dung đánh đôi, đôi nam hay đôi nam nữ đều tốt. Nó sẽ linh hoạt trong cái việc tấn công cũng như là phòng thủ, nó sẽ cho những cái cú đập ổn định này, lực đi mạnh. Ngoài ra thì cái khả năng tì phản tạt ở trên lưới cũng rất là nhanh, độ chính xác cao đó, phù hợp với những người chơi mà người chơi phong trào hoặc là người chơi chuyên nghiệp, có cái lực cổ tay từ trung bình khá trở lên sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh của cây vợt này. Như các bạn biết thì hiện nay trên thế giới có rất nhiều các vận động viên hàng đầu trên thế giới đang sử dụng cây vợt này và thi đấu rất là thành công. Trong đó có một vận động viên thành công trong cả hai nội dung đôi nam và đôi nam nữ của Nhật Bản, đó chính là vận động viên Watanabe. Đó, cái tay vợt Watanabe này ấy, thì nổi bật với những cú đập cầu rất là mạnh. Ngoài ra thì sở trường của anh ấy là những cái cú chém cầu dừng cổ tay làm đối phương mất đà và ghi điểm trực tiếp. Đó thì các bạn có thể theo dõi cái lối đánh của vận động viên này, thực sự là mình nghĩ là cái lối đánh đó nó rất là phù hợp với cái vợt này. Công thủ toàn diện, tấn công nhanh và có một cái khả năng tì đè và cái lực cổ tay tốt thì sẽ phát huy tối đa cái sức mạnh của cây vợt này. Rồi, tổng kết lại, ngày hôm nay chúng ta đã review nhanh cây vợt Lightning Aeronaut 9000C. Các bạn có ý kiến đóng góp gì hay có những câu hỏi thắc mắc gì hãy comment ở phần bên dưới, chúng ta hãy cùng nhau giải đáp. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip này. Đừng quên like, share đến để cho tất cả những người bạn của mình cùng theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bạn giàu bạn có trai.